bị cáo 72 tuổi lĩnh hơn 9 năm tù, bồi thường 130 tỷ vụ gang thép Thái Nguyên. Chiều nay, 20/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ đại án, xảy ra tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, Tico. Vụ gang thép Thái Nguyên, nhiều bị cáo hối tiếc, xin lỗi rồi xin giảm án khi nói lời sau cùng. Hội đồng xét xử, hội đồng xét xử, nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng hình thức xử phạt nghiêm minh với các bị cáo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận thấy, các bị cáo không vụ lợi khi thực hiện hành vi của mình, đây cũng là một căn cứ quan trọng để hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Trong vụ án này, nhóm các bị cáo ở Tisco có vai trò cao nhất, bị cáo Trần Trọng Mừng cựu tổng giám đốc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, Tisco, là chủ mưu, cầm đầu. Cần áp dụng hình thức mức hình phạt nghiêm khắc với bị cáo này. Tại phiên tòa, Tisco không yêu cầu bồi thường thiệt hại, tuy nhiên ý kiến này của Tisco không được chấp thuận, bắt buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại. Hội đồng xét xử quyết định, tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 360, khoản 3 Bộ Luật Hình sự năm 2015 mức án như sau. Trần Trọng Mừng, 72 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Tico, 9 năm 6 tháng tù, bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù, buộc bồi thường 130 tỷ. Cựu Tổng Giám đốc Tico Trần Trọng Mừng được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Mai Văn Tinh, 69 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam VNS, 6 năm tù, bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù. Trần Văn Khâm, 60 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tico, 8 năm 6 tháng tù, bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. 70 tuổi, cựu Tổng Giám đốc VNS, 3 năm tù, bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Đặng Thúc Kháng, 62 tuổi, cựu Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Kiểm soát VNS, 3 năm tù, bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Trọng Khôi, 64 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc VNS, 3 năm tù, bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Bị cáo Mai Văn Tinh bị tuyên phạt 6 năm tù. Ngô Sĩ Hán, 71 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Quản lý Dự án Mở rộng Sản xuất giai đoạn 2 Tico, 8 năm tù, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù. Đặng Văn Tập, 69 tuổi, cựu Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý Dự án Mở rộng Sản xuất giai đoạn 2 Tico, 7 năm tù, bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù. Đồng Quang Dương, 61 tuổi. Cựu Phó Giám đốc kiêm Thư ký Dự án Mở rộng Sản xuất giai đoạn 2 Tico, 6 năm tù, bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù. Trịnh Khôi Nguyên, 58 tuổi, cựu Trưởng Phòng Đầu tư Phát triển VNS, 2 năm tù, bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù. Nguyễn Văn Tráng, 63 tuổi, cựu Ủy viên Ban Kiểm soát VNS, 2 năm tù, bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù, cựu Kế toán trưởng Tisco Đỗ Xuân Hòa bị xử phạt 5 năm tù. Đỗ Xuân Hòa, 67 tuổi, cựu kế toán trưởng Tico, 5 năm tù, bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù. Vương Sĩ Bính, 68 tuổi, cựu phó trưởng phòng kế toán thống kê tài chính Tico, 2 năm tù, bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Lê Thị Tuyết Lan, 58 tuổi, cựu phó trưởng phòng kế toán thống kê tài chính Tico, 2 năm tù, bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Năm bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360, khoản 3 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bị tòa tuyên phạt mức án như sau. Lê Phú Hưng, 59 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Quản trị VNS, 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng, bị đề nghị từ 12 đến 18 tháng tù. Nguyễn Minh Xuân, 63 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Quản trị VNS, 18 tháng tù, thử thách 36 tháng. Bị đề nghị từ 12 đến 18 tháng tù. Nguyễn Chí Dũng, 66 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Quản trị Tico, 2 năm tù, bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù. Đoàn Thu Trang, 36 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Quản trị Tico, 18 tháng tù, bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù. Hoàng Ngọc Diệp, 55 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Quản trị Tico, 2 năm tù, bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý
hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.